Ta cho người cho. Một là bán con gái trả nợ, còn hai là gán con gái trả nợ cho ta. Alo, ta đây nghèo tiền chứ không có nghèo tình. Ta không bán con gái cũng không trả nợ ở đấy. Thế ta với người một đổi một nhá. Ta đổi iPhone lấy con gái nhà người. iPhone gì? iPhone 14 đời 2022. Hùi, giờ này còn ai dùng iPhone 14 nữa. Thứ ta muốn là iPhone 15 Pro Max 256GB trắng titan cơ. Người nghĩ người có lựa chọn sao? Con tôi, alo ơi, con tôi, alo ơi, alo ơi. Mới mua được, mới săn được con áo cho spam 10/10 xịn phết nhỉ. Con này mà đi chơi hết trầm. Sao? Mày chuẩn bị lại đi chơi đấy à? Sao? Mày là con gái, mày là vợ của tao thì mày phải biết lo việc nhà, việc cửa, ở đó mà đú đa đú đỡ. Đàn ông hay là đàn bà gì thì đều là đàn cả thôi. Mị bị trẻ, mị muốn đi chơi, làm gì được mị? Nói cho mày biết, mày là vợ của tao, tao bỏ tiền tao mua mày về, mày biết phục vụ gia đình chồng, nghe chưa? Đừng có mà lom dom ở đây. Có đi cho máu lại đánh đi. Nghe chưa? Có chừng tao, mày đã biết cái vị trí mày ở đâu. Anh chịu quá là em hư nữa nghe nha. Túi đâu? Alo. Mặc váy vào đi. Lát anh qua đón đi chơi. Quê nha. Em đây là anh Bảo. Lại đây. Bổ đi hả? Cái thằng kia bây giờ đểu tao đấy à? Nhà ngươi có vấn đề về thị giác à? Tao đang đi chơi, nhìn đất, nhìn trời, liên quan gì đến mày? À, trong túi chắc gì đủ 200 ngàn mà nhìn mấy cái đấy. Mà tao có trái tim, còn mày có gì? Mày chỉ là một thằng rich kid, còn tao là một thằng đàn ông. Đoàn dân quân đến rồi, A Phủ phải đi thôi. A Phủ ơi, A Phủ cho mình đi với. Cho mình thoát khỏi cuộc hôn nhân đầy sự xích thì với. Chúng mình là phải sống bình đẳng tự tin và hãy luôn là chính mình nha.